quang minh là HOMA, đại diện cho khóa học giỏi tiểu học, một mô hình học tập hoàn toàn mới giúp bạn hiểu sâu kiến thức căn bản, việc học trở nên nhẹ nhàng, không áp lực và hình thành các kỹ năng quan trọng. Với quy trình học chuẩn 4 bước, học, luyện tập, hỏi, kiểm tra, các bạn sẽ được học đầy đủ 3 môn, toán, tiếng Việt, tiếng Anh ngay tại nhà. Hệ thống tự luyện 5.000 bài tập, dịch vụ giải đáp 247, bài kiểm tra online đánh giá năng lực kết thúc mỗi chuyên đề. Hãy đăng ký khóa học giỏi tiểu học ngay hôm nay! Cha mẹ và con đến với hệ thống giáo dục Học Mãi. Để quá trình học tập đạt hiệu quả cao, Học Mãi xin giới thiệu đến cha mẹ và các con các bước tham gia học tập trên website hocmai.vn. Thông qua các thiết bị, máy tính, điện thoại, máy tính bảng có kết nối Internet, con sẽ được trải nghiệm các khóa học thuộc Học Mãi. Đầu tiên, để vào khóa học mà cha mẹ đã đăng ký, cha mẹ cần đăng nhập tài khoản của mình với website hocmai.vn. Sau đó truy cập vào mục khóa học của tôi, chọn môn và nhấn học tiếp để bắt đầu tham gia học tập. Phía bên phải của màn hình chính là đề cương khóa học. Dựa vào đề cương, cha mẹ có thể biết được khóa học gồm bao nhiêu chương, bao nhiêu bài học, từ đó giúp con xây dựng lộ trình, kế hoạch học tập sao cho phù hợp. Đầu tiên, các con cần học kiến thức thông qua video bài giảng. Tùy vào khả năng tiếp thu kiến thức của con mà cha mẹ có thể điều chỉnh tốc độ giảng của giáo viên hoặc cho con xem lại bài giảng nhiều lần. Ngoài ra, cha mẹ cũng có thể điều chỉnh âm lượng to, nhỏ, chuyển sang chế độ HD để đảm bảo âm thanh, hình ảnh được truyền tải sắc nét. Trong quá trình học, để lưu trữ lại những kiến thức quan trọng, cha mẹ có thể sử dụng tính năng ghi chú ở dưới video bài giảng. Nếu gặp sự cố thì cha mẹ có thể gửi yêu cầu ở mục hỗ trợ báo lỗi để Học Mãi khắc phục kịp thời. Các con xem mục lục bài giảng chính là những phần kiến thức có trong video mà con sẽ chuẩn bị học. Việc chia bài giảng thành từng video nhỏ sẽ giúp con tập trung tối đa để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong quá trình học, nếu con có bất cứ thắc mắc gì thì cha mẹ có thể sử dụng dịch vụ trao đổi bài ở phía dưới bài giảng. Câu hỏi của con sẽ được trợ giảng online của Học Mãi hỗ trợ kịp thời. Học Mãi cam kết phản hồi con trong vòng 30 phút theo những khung giờ cố định. Toán và tiếng Anh có 3 khung giờ, từ 8 giờ đến 10 giờ, 15 giờ đến 17 giờ, 20 giờ đến 22 giờ. Tiếng Việt có 3 khung giờ, đó là từ 10 giờ đến 12 giờ, 18 giờ đến 20 giờ và 20 giờ đến 22 giờ đấy. Sau khi xem xong video bài giảng, con sẽ làm bài tập tự luyện để cha mẹ đánh giá khả năng tiếp thu kiến thức ở con. Cha mẹ có thể tải về máy tính hoặc in ra giấy để con làm bài. Để tải, cha mẹ nhấn nút tải đề. Hệ thống sẽ hiển thị cỡ chữ để cha mẹ chọn. Tiếp đó nhấn nút tải về, sau đó lưu bài tập vào trong máy tính. Ngoài ra, để kiểm tra xem đáp án của con đã đúng hay chưa, cha mẹ click vào mục tải đề cộng hướng dẫn giải. Việc so sánh đáp án sẽ giúp cha mẹ đánh giá được con tiếp thu kiến thức có tốt không và rút kinh nghiệm bằng cách cho con xem lại bài giảng để bổ sung kiến thức. Để in phiếu bài tập cho con, ở mục máy lưu đích, cha mẹ chọn máy in đã kết nối với máy tính, sau đó nhấn nút in. Đối với bài kiểm tra định kỳ, con sẽ làm dưới dạng online. Bài kiểm tra sẽ bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm có tính thời gian làm bài. Khi hoàn thành xong, con nhấn nút nộp bài ở góc màn hình. Điểm và đáp án sẽ được hệ thống hiển thị, giúp cha mẹ có thể tự đánh giá được năng lực của con. Những câu hỏi đúng sẽ hiển thị màu xanh, câu hỏi sai sẽ được hiển thị màu đỏ. Trong trường hợp con chưa thể sắp xếp được thời gian hoàn thành bài tập, thì có thể nhấn nút tạm dừng
để lưu bài và làm sau. Ngoài ra, điểm của các bài kiểm tra cũng sẽ được gửi đến email thông báo kết quả học tập. Qua đó, cha mẹ sẽ biết được con mình đã tiến bộ như thế nào. Tại Học Mãi thì các con sẽ có học bạ của mình. Học bạ chính là phần tổng kết kết quả học tập các khóa học mà cha mẹ đã đăng ký. Ví dụ môn tiếng Việt lớp 5 của cô Trần Thu Hoa, cha mẹ sẽ nắm được con đạt bao nhiêu phần trăm tỷ lệ hoàn thành. Điểm hệ số 1 là điểm 15 phút, điểm hệ số 2 là điểm 45 phút và điểm hệ số 3 là điểm thi cuối kỳ. Sau đó sẽ có mức điểm trung bình. Thật đơn giản đúng không nào? Và các con hãy cố gắng học tập thật chăm chỉ để hoàn thành xuất sắc các khóa học tại Học Mãi nhé! Nếu cha mẹ và các con bà còn bất kỳ thắc mắc nào cần giải đáp thì hãy vui lòng liên hệ hotline 1900 6933 để được hỗ trợ nhanh chóng. Chúc cha mẹ và các con học tập hiệu quả cùng Học Mãi. Chào bạn đã quan tâm đến kênh của tôi. Nếu tôi đã cho bạn được điều gì hữu ích, hãy ấn đăng ký để theo dõi kênh của tôi. Xem video bên trái hoặc bên phải nếu bạn cần đến chúng. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại bạn.